quý vị, địa điểm này gần 80 năm trước chính là đồn bốt của địch, và cũng chính tại nơi đây đã diễn ra trận đánh lịch sử, đó là trận đánh đồn Bần Yên Nhân. Chiến thắng vang dội tại đồn Bần Yên Nhân đã được chính đồng chí Võ Nguyên Giáp biểu dương là một trận đánh du kích kiểu mẫu của đồng bằng Bắc Bộ. Cuối năm 1943, Sứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo tỉnh Hưng Yên thành lập an toàn khu bãi sậy, trong đó Bần Yên Nhân là trung tâm để đẩy mạnh công cuộc chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tại địa phương. Cũng từ đây, lực lượng tự vệ du kích an toàn khu bãi sậy ra đời, mở đầu cho việc xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương trong toàn tỉnh. Cụ Ngô Văn Phong, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, lúc đó là một chàng trai đầy nhiệt huyết đi theo Việt Minh làm cách mạng và cũng tham gia trận đánh đồn Bần. Ở tuổi 97, cái tuổi xưa này hiếm, những ký ức năm xưa đã phai nhạt ít nhiều. Khi đánh đồn Bần thì cũng thực là khó khăn. Sau đó phải dùng rơm, gánh hàng gánh rơm để đốt cái lô cốt đồn Bần cơ mà. Theo lời cụ Phong, nhận thấy việc Nhật đảo chính hất cảng Pháp trên toàn cõi Đông Dương là một thời cơ tốt, tổ chức đảng ở an toàn khu bãi sậy quyết định tước ngay xuống đồn Bần trước khi quân Nhật đến. Chính Trung tướng Nguyễn Bình là người trực tiếp tổ chức và chỉ huy du kích đánh chiếm đồn Bần Yên Nhân. Bản thân lực lượng Việt Minh đã xây dựng được nhân mối trong đồn Bần. Đấy. Cho nên là khi mà quân Pháp bị quân Nhật hất cảng thì nó là chuẩn bị rút lui. Đấy. Thế và cái lính ở trong bộ đồn ấy là chuẩn bị vũ khí bó lại để chờ đón Nhật đến sẽ ra quân Nhật. Thì lực lượng Việt Minh của mình phát hiện được cái đó và dùng nhân mối, và mình cũng đóng giả lính Nhật. Cướp được đồn Bần xong thì chúng ta lấy được khá nhiều vũ khí, 6.000 viên đạn, mấy chục khẩu súng. Và chính những cái vũ khí đó thì sau này để trang bị cho các cơ sở Việt Minh tiến tới giành chính quyền. Cái trận đó là diễn ra ngày 12 tháng 3 năm 1945. Cái thắng lợi của cái trận ở Bần này nó cổ vũ cái phong trào đấu tranh của toàn tỉnh mình. Và do đó lúc mà diễn ra tổng khởi nghĩa theo lời kêu gọi của Bác Hồ và dẫn tới cái việc giành chính quyền ở Hưng Yên là diễn ra vào ngày 22 tháng 8 năm 1945 và hòa chung vào cái tổng khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 trên phạm vi cả nước. Và về với làng nghề Tương Bần ngày hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ nét nhịp sống hối hả, tất bật của đô thị loại 4. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu của thị xã Mỹ Hào, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng một năm, trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh chỉ còn 0,52%. Tất cả đã cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng quê cách mạng. Là chủ cơ sở đã có truyền thống năm đời làm tương, có lẽ ông Ngô Xuân Triệu là người cảm nhận rõ nét nhất sự thay da đổi thịt của Bần Yên Nhân. Vì người làng Bần chúng tôi công ăn việc làm, sản xuất được nhiều, xuất đi các nơi được nhiều, cho nên chính cái đó là công lao cũng sáng suốt, và đồng thời dưới sự lãnh đạo của Đảng mà chúng tôi được như ngày nay. Cứ về đến làng Bần chúng ta nhìn nào, nhà cao cửa rộng, cả một khu vực sản xuất tương rất nhiều, cái đó chính là sự quan tâm, sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay làng nghề Tương Bần có 150 hộ sản xuất với tổng sản lượng khoảng 11 triệu lít trên năm, cho doanh thu 220 tỷ đồng. Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đều tăng mạnh, trong khi tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 1,3%. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, năm 2014, thị trấn Bần Yên Nhân và 5 xã được công nhận là đô thị loại 4 và đến năm 2019 trở thành phường Bần Yên Nhân trực thuộc thị xã Mỹ Hào. Được sự đồng thuận rất cao của nhân dân trong thời gian qua thì địa phương là đầu tàu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội. Hệ thống nhà cao tầng kiên cố phải đạt tới 95-97%, nhà cấp 4 thì còn rất ít, đời sống nhân dân thì đang trên đà phát triển rất mạnh. Theo như kế hoạch là 2023 thì đô thị Mỹ Hào sẽ trở thành đô thị loại 3 và đến năm 2025 đủ tiêu chí để thành thành phố trực thuộc tỉnh.